Cổ nhân dạy: sống khôn tuyệt đối không nói ra năm lời này, kẻo rước đại họa, hối hận cả đời. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Đọng Radio. Quý vị thân mến, lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Người khôn ngoan sẽ cân nhắc từng lời nói để tránh rước họa vào thân. Cổ nhân xưa cũng đã từng dạy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc biết giữ miệng, không tiết lộ những điều gây bất lợi cho bản thân và người khác là điều vô cùng quan trọng. Bằng việc biết lời nào nên nói, lời nào không nên sẽ giúp chúng ta bảo vệ bản thân và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn 5 lời không được nói ra để tránh rước đại họa, sau này hối hận không kịp. Vậy để biết đó là điều gì, hãy cùng chú ý ngay sau đây bạn nhé. Thứ nhất, không nói nhiều. Người xưa có câu: họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ miệng mà ra. Khi không cấp bách thì không nên nói quá nhiều. Một lần, học trò của Mặc Tử hỏi ngài: thưa thầy, nói nhiều có lợi không? Mặc Tử liền nói: con xem, cốc nhái kêu suốt một ngày dài lẫn đêm, kêu đến nỗi khô miệng mỏi lưỡi, nhưng liệu có ai để tâm đến tiếng kêu của chúng không? Hãy nhìn gà trống kia, từ sáng sớm chỉ cất tiếng gáy có đôi lần, nhưng chấn động thiên hạ, mọi người đều thức dậy và làm việc. Vậy nên nói nhiều thì có ích lợi gì? Chỉ mất lời nói phù hợp với hoàn cảnh mới có tác dụng. Mặc Tử dạy chúng ta không nên nhiều lời. Người biết ăn nói là người biết dựa vào hoàn cảnh thực tế phù hợp mà nói ra những điều phù hợp. Thực tế trong xã hội ngày nay, nhiều người đang mắc phải lỗi sai lầm này. Họ nói quá nhiều, thậm chí nói những điều không giải quyết được gì mà còn khiến người khác phản cảm. Bạn đã từng gặp ai như vậy chưa ạ? Nếu đã từng gặp, hãy bình luận số 1 dưới video nhé! Theo nghiên cứu tìm hiểu, hầu hết những người hay nói quá nhiều có thể dẫn đến một số hậu quả tiêu cực như sau. Thiếu sự tập trung. Khi một người nói liên tục, người nghe có thể cảm thấy quá tải thông tin và khó khăn trong việc tiếp thu, dẫn đến mất tập trung và bỏ lỡ những thông tin quan trọng. 2. Gây nhàm chán. Việc lặp đi lặp lại cùng một chủ đề hoặc sa đà vào những chi tiết không cần thiết có thể khiến người nghe cảm thấy nhàm chán, mất hứng thú và muốn kết thúc cuộc trò chuyện. 3. Gây hiểu lầm. Nói quá nhiều có thể khiến thông điệp bị lan man, khó hiểu, dẫn đến việc người nghe hiểu sai ý hoặc nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. 4. Thể hiện sự thiếu tôn trọng. Khi một người liên tục nói mà không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng và khiến họ cảm thấy mình không được quan tâm. Do đó, tiết kiệm lời nói là một nghệ thuật cần thiết trong giao tiếp. Thay vì nói dông dài, hãy tập trung vào những thông tin quan trọng, xúc tích và dễ hiểu. Hãy dành thời gian để lắng nghe ý kiến của người khác và điều chỉnh cách diễn đạt phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh. Như vậy, bạn sẽ có nhiều người yêu quý hơn và cũng tránh được việc mất đi phúc đức. Thứ hai, không nói thẳng thừng, phũ phàng. Trong xã hội hiện đại, nhiều người quan điểm rằng nói thẳng là thể hiện sự chân thành và dũng cảm. Tuy nhiên, ranh giới giữa thẳng thắn và vô duyên, thiếu tế nhị đôi khi rất mong manh, và việc thiếu suy nghĩ khi nói thẳng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Cổ nhân đã dạy: lời nói không mất mát nhưng có thể làm tổn thương. Việc nói thẳng mà thiếu sự thấu hiểu và tôn trọng có thể khiến người nghe cảm thấy bị tổn thương, phật ý, thậm chí là tức giận. Khi bị chỉ trích thẳng thừng, họ có thể dễ dàng hiểu nhầm rằng bạn đang chê bai, hạ thấp giá trị của họ, dẫn đến tự ti
mất tự tin và thậm chí là xa lánh bạn. Hơn nữa, nói thẳng có thể gây ra những mâu thuẫn, rạn nứt trong các mối quan hệ. Việc liên tục phê bình, chê bai mà không đưa ra giải pháp hoặc lời khuyên mang tính xây dựng có thể khiến người khác cảm thấy bạn thiếu thiện chí, không muốn giúp đỡ họ. Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi và dần dần làm tổn hại đến các mối quan hệ vốn có. Tuy nhiên, nói thẳng cũng có thể mang lại những lợi ích nhất định. Khi được thực hiện một cách khéo léo, chân thành và mang tính xây dựng, nói thẳng có thể giúp bạn truyền tải thông điệp một cách hiệu quả, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và thúc đẩy sự phát triển của bản thân và những người xung quanh. Thứ ba, không nói ngông cuồng. Xin hỏi, nếu một người nói chuyện ngông cuồng với bạn, bạn có thích không ạ? Nếu không, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Thực tế, việc sử dụng ngôn ngữ một cách thiếu suy nghĩ và kiềm chế có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, đặc biệt là khi nói năng hồ đồ, không biết trên dưới. Sơn Âm tiên sinh thời Thanh đã từng có câu nói vô cùng chí lý: làm người khi hành sự đừng nên ngông cuồng, phúc họa là do mình tự chịu. Quả thật, ngông cuồng hay khiêm tốn đều có ảnh hưởng trực tiếp đến họa phúc của một người. Nói năng hồ đồ, không biết trên dưới có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực sau. Gây mất thiện cảm. Khi một người nói năng ngông cuồng, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người khác, điều đó sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu, bực bội và mất đi thiện cảm với bạn. Dễ gây mâu thuẫn. Lời nói ngông cuồng, thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có, thậm chí là những tranh cãi gay gắt, ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong cuộc sống. Gây tổn thương. Khi nói năng hồ đồ, bạn có thể vô tình nói ra những lời làm tổn thương người khác, khiến họ cảm thấy buồn bã, hụt hẫng và thậm chí là ám ảnh trong thời gian dài. Gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Lời nói của một người có thể ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng và hình ảnh của họ trong mắt người khác. Nói năng ngông cuồng có thể khiến bạn tạo ấn tượng không tốt, đánh mất uy tín và gây khó khăn cho sự nghiệp cũng như các mối quan hệ trong tương lai. Do đó, lời nói là con dao hai lưỡi, cần được sử dụng một cách cẩn trọng và có trách nhiệm. Hãy luôn lắng nghe, thấu hiểu trước khi nói, sử dụng ngôn ngữ một cách lịch sự, tế nhị và thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Vậy nên, hãy ghi nhớ lời dạy của Sơn Âm tiên sinh: làm người khi hành sự đừng nên ngông cuồng, phúc họa là do mình tự chịu. Hãy khiêm tốn trong lời nói và hành động để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tạo dựng một cuộc sống an yên, hạnh phúc bạn nhé. Thứ tư, không nói lời độc địa. Đào cắt dễ lành, ác ngôn khó phai. Vết thương do dao cắt dù có đau đớn đến đâu cũng có thể lành lại theo thời gian. Nhưng những lời nói độc địa, ác khẩu có thể để lại những tổn thương tinh thần dai dẳng, thậm chí là vĩnh viễn. Lời nói có thể mang đến niềm vui, sự khích lệ, động viên, nhưng cũng có thể gieo rắc tổn thương, hận thù và sự chia rẽ. Một câu nói vô tâm, thiếu suy nghĩ có thể khiến người khác tổn thương sâu sắc, thậm chí dẫn đến những hành động sai lầm, lệch lạc. Bạn cũng đã từng bị câu nói vô tâm của ai đó khiến bạn buồn cả ngày chưa? Nếu có, hãy bình luận số 3 nhé. Thực tế, sức mạnh ghê gớm của lời nói xuất phát từ khả năng tác động trực tiếp đến tâm hồn con người. Vết thương thể xác, dù có đau đớn đến đâu cũng có thể nhìn thấy, sờ mó được. Nhưng những tổn thương do lời nói gây ra lại vô hình, ẩn sâu trong tâm trí. Chúng ta không thể nhìn thấy vết thương lòng, nhưng chúng có thể dai dẳng trong tâm trí, khiến họ mang theo nỗi đau suốt cuộc đời. Lời nói có thể giết chết con tim, khiến con người trở nên buồn bã, chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Những lời nói ác ý, vu khống, xúc phạm có thể khiến người khác tổn thương danh dự, uy tín, thậm chí là đẩy họ vào đường cùng, tuyệt vọng.
Do đó, mỗi chúng ta cần phải ý thức được sức mạnh to lớn của lời nói và sử dụng nó một cách cẩn trọng, có trách nhiệm. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh nói những lời vô tâm, thiếu suy nghĩ, có thể làm tổn thương người khác. Thay vào đó, hãy sử dụng lời nói để lan tỏa yêu thương, sự tích cực và gieo mầm thiện ý cho cuộc sống. Thứ năm, không nói lời bịa đặt. Bịa đặt, hay còn gọi là nói xấu, vu khống, chính là một con dao hai lưỡi nguy hiểm, có khả năng hủy hoại cả bản thân người nói và những người xung quanh. Bịa đặt xuất phát từ những lời nói không đúng sự thật, thường mang tính chê bai, ghen tị với người khác, nhằm mục đích nói xấu, gây ly gián, nghi ngờ. Nó len lỏi vào cuộc sống qua những câu chuyện đồn thổi, những lời bàn tán thiếu căn cứ, gieo rắc sự lừa dối và tiêu cực. Hậu quả của bịa đặt vô cùng to lớn. Nó phá hoại danh dự, uy tín của người bị nói xấu, khiến họ tổn thương và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nó gây chia rẽ, mâu thuẫn trong các mối quan hệ, gieo rắc sự nghi ngờ và hiềm khích. Nó làm thôi nhục ý chí, động lực của những người bị hại, khiến họ chùn bước trước những thử thách và khó khăn. Người xưa đã từng nói, lời nói không mất đi, gieo lời ông mật, gặt lời đắng cay. Bịa đặt chính là gieo rắc những hạt mầm đắng cay, mang đến những hậu quả khó lường. Do đó, mỗi cá nhân cần ý thức được sức mạnh của ngôn ngữ và sử dụng nó một cách cẩn trọng, tránh bịa đặt, nói xấu sau lưng người khác. Thay vì gieo rắc sự tiêu cực, hãy lan tỏa những điều tốt đẹp, những lời khen ngợi và động viên để xây dựng một môi trường sống văn minh, nhân ái. Hãy nhớ rằng, sự bịa đặt không chỉ thể hiện sự thiếu văn hóa, mà còn là biểu hiện của kẻ tiểu nhân, hèn mọn. Chỉ những người gan dạ mới dám đối mặt với sự thật và chịu trách nhiệm cho những lời nói của mình. Để giao tiếp khôn khéo hơn, chúng ta hãy 1. Suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh nói những điều chưa được xác thực hoặc mang tính bịa đặt. 2. Tìm hiểu sự thật trước khi đưa ra nhận định, tránh vội vàng kết luận dựa trên những lời đồn thổi. 3. Thay vì bịa đặt, hãy khen ngợi, động viên và chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác. 4. Khi mắc sai lầm, hãy chịu trách nhiệm và sửa chữa lỗi lầm của mình. Hãy cùng chung tay xây dựng một môi trường sống văn minh, nơi mà những lời nói mang tính chân thật, tích cực được lan tỏa, góp phần vun đắp cho một xã hội tốt đẹp hơn, bạn nhé. Vâng, đó là 5 lời người khôn tuyệt đối không được nói ra. Bởi lời nói rất quan trọng, nó có thể quyết định phần nào cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần sống có nguyên tắc, sống khôn ngoan để nhận được nhiều phúc đức. Dưới đây là 9 nguyên tắc sống bạn cần làm để thay đổi số mệnh của mình. 1. Ở nơi công cộng, đừng để người thân bị mất mặt. Trong cuộc sống xã hội, việc giữ gìn thể diện cho bản thân và người thân là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt, ở những nơi công cộng, nơi có nhiều người qua lại, sự ứng xử phù hợp càng cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Để tránh những tình huống khiến người thân cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt, mỗi cá nhân cần lưu ý những điều sau. Kiểm soát lời nói và hành động. Hãy cẩn trọng trong cách dùng từ ngữ, tránh những lời nói xúc phạm, thiếu tôn trọng hoặc chia sẻ những thông tin riêng tư của bản thân và người thân. Đồng thời, chú ý hành vi, cử chỉ, tránh những hành động phản cảm, thiếu lịch sự nơi công cộng. Tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người có cá tính, sở thích và quan điểm riêng. Hãy tôn trọng sự khác biệt của người thân và tránh áp đặt suy nghĩ, hành động của mình lên họ. Giữ bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn. Nếu có bất đồng hay mâu thuẫn xảy ra, hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và tế nhị. Tránh to tiếng cãi vã hay có những hành động thái quá nơi đông người. Luôn hỗ trợ và động viên người thân. Khi người thân gặp khó khăn hoặc mắc sai lầm, hãy thể hiện sự thấu hiểu, động viên và hỗ trợ họ thay vì chỉ trích hay trách móc.
khuyến khích người thân học hỏi và phát triển. Hãy tạo môi trường tích cực để người thân học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng, giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp và ứng xử. Hãy ghi nhớ rằng, thể diện của mỗi người là một phần quan trọng trong cuộc sống. Việc giữ gìn thể diện cho người thân không chỉ thể hiện sự quan tâm, yêu thương mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn giữa các thành viên trong gia đình. 2. Việc chưa làm, đừng nói lung tung. Nói trước khi làm là thói quen của nhiều người, nhưng đây cũng là con đường dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Việc nói lung tung về những điều chưa thực hiện, chưa suy nghĩ kỹ lưỡng có thể dẫn đến những hậu quả như sau. Mất uy tín. Khi bạn liên tục hứa hẹn nhưng không thực hiện, điều đó sẽ khiến bạn mất đi sự tin tưởng của người khác. Gây hiểu lầm. Việc nói những điều chưa chắc chắn có thể khiến người khác hiểu sai ý, dẫn đến những mâu thuẫn và rắc rối không đáng có. Thiếu tôn trọng. Khi bạn nói những điều mà bạn không thể thực hiện, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng bản thân và người nghe. Ngược lại, hành động chín chắn thể hiện sự trưởng thành, trách nhiệm và đáng tin cậy. Một người suy nghĩ kỹ trước khi hành động sẽ có kế hoạch rõ ràng. Họ dành thời gian để lập ra kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu và cách thức thực hiện, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi việc. Hạn chế sai sót. Do suy tính kỹ lưỡng, họ có thể giảm thiểu rủi ro và tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Đáng tin cậy. Khi họ đã hứa hẹn điều gì, họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, từ đó tạo dựng uy tín và lòng tin với mọi người. Lời nói và hành động là hai yếu tố gắn liền với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và tạo nên giá trị của mỗi con người. Do đó muốn sống tốt, chúng ta cần rèn luyện cho mình thói quen cẩn trọng trong lời nói và hành động chín chắn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, hành động có trách nhiệm và luôn giữ lời hứa để xây dựng một hình ảnh bản thân uy tín, đáng tin cậy và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, lời nói gió bay nhưng hành động còn mãi. Hãy để những hành động thực tế chứng minh cho lời nói của bạn, từ đó tạo dựng niềm tin, sự tôn trọng từ những người xung quanh. 3. Đối với những việc đau lòng, bạn không nên gặp ai cũng nói. Cuộc sống luôn đầy rẫy những thăng trầm, khiến con người đôi lúc thấy mệt mỏi, ủ uất và cần một bờ vai để trút bầu tâm sự. Chia sẻ và tâm sự là một cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng, vơi bớt nỗi buồn và tìm kiếm sự đồng cảm, thấu hiểu. Tuy nhiên, chia sẻ như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất và tránh những tác động tiêu cực? Bạn có tò mò không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé! Cổ nhân xưa có dạy, chia sẻ đúng cách là chia sẻ với người phù hợp, vào thời điểm phù hợp và bằng cách thức phù hợp. Đầu tiên, bạn nên chọn người để chia sẻ. Nên ưu tiên những người bạn tin tưởng, thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe bạn. Tránh chia sẻ với những người có thể phán xét, chỉ trích hoặc không có đủ khả năng để hỗ trợ bạn. Thứ hai, bạn hãy chia sẻ khi bạn đã bình tĩnh và có thể diễn đạt rõ ràng suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tránh chia sẻ khi bạn đang quá tức giận, buồn bã hoặc mệt mỏi. Bên cạnh chia sẻ, lắng nghe thấu hiểu cũng là một yếu tố quan trọng để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và giúp đỡ người khác. Khi một người chia sẻ với bạn, hãy dành thời gian để lắng nghe cẩn thận, thể hiện sự quan tâm và đồng cảm. Tránh ngắt lời, phán xét hay đưa ra lời khuyên khi chưa được yêu cầu. Thay vào đó, hãy đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về vấn đề và hỗ trợ họ tìm kiếm giải pháp phù hợp. Hãy nhớ rằng, ai cũng có những câu chuyện và nỗi buồn riêng. Việc tôn trọng cảm xúc của người khác là điều vô cùng quan trọng. Không nên bắt ép hay ép buộc họ chia sẻ khi họ chưa sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn và tạo cho họ một môi trường an toàn, thoải mái để họ có thể tự do chia sẻ khi họ cảm thấy phù hợp. Sống tốt là sống hòa hợp với bản thân và những người xung quanh. Chia sẻ và lắng nghe, thấu hiểu là những chìa khóa quan trọng
để mở ra cánh cửa hạnh phúc và xây dựng những mối quan hệ bền chặt, ý nghĩa. Hãy chia sẻ đúng cách, lắng nghe thấu hiểu và lan tỏa yêu thương để cuộc sống thêm tốt đẹp mỗi ngày bạn nhé. 4. Những việc của người khác thì nên cẩn trọng trong lời nói. Muốn sống tốt, chúng ta cần lưu ý rằng những việc của người khác thì nên cẩn trọng trong lời nói, tránh nói sai sự thật về họ. Điều này không chỉ là nguyên tắc đạo đức cơ bản, mà còn là cách bảo vệ mối quan hệ giữa con người trong xã hội. Trong cuộc sống hiện nay, việc lan truyền thông tin không chính xác hoặc đồn đoán vô căn cứ về người khác có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Những lời nói không đúng sự thật có thể làm tổn hại đến danh dự, uy tín và thậm chí là cuộc sống của người bị nói xấu. Hơn nữa, những hành vi này còn tạo ra môi trường xã hội đầy thị phi và xung đột. Vì vậy, mỗi chúng ta cần thận trọng và suy nghĩ kỹ trước khi nói về người khác để giữ gìn sự hòa hợp và xây dựng một xã hội văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Thực tế cho thấy, trong thời đại mạng xã hội phát triển, việc kiểm soát lời nói càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì chỉ một lời nói vô tình cũng có thể lan truyền rộng rãi và gây ra những hệ lụy khó lường. Bên cạnh những lợi ích, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là vấn đề kiểm soát lời nói. Chỉ một câu nói, một bình luận tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt trên mạng xã hội cũng có thể lan truyền rộng rãi và gây ra những hậu quả khó lường. Theo luật pháp, việc nói xấu, bịa đặt thông tin hay công kích cá nhân có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và cuộc sống của người khác, sẽ bị xử lý nghiêm ngặt. Để sống tốt trong thời đại mạng xã hội, mỗi người cần lưu ý những điều sau. 1. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đăng tải bất kỳ thông tin nào lên mạng xã hội. Tránh chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, những lời nói thiếu suy nghĩ hay mang tính xúc phạm người khác. 2. Trên mạng xã hội, không phải thông tin nào cũng là chính xác. Hãy cẩn trọng với những tin tức, bài viết mập mờ, thiếu nguồn gốc xuất xứ. Trau dồi khả năng tư duy phản biện để phân biệt thông tin đúng sai và tránh lan truyền tin giả. 5. Giữ khoảng cách với người khác giới. Việc giữ khoảng cách với người khác giới là một chủ đề gây tranh cãi và có nhiều quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng đây là điều cần thiết để duy trì hạnh phúc trong các mối quan hệ và tránh những rắc rối không mong muốn. Trong khi số khác lại cho rằng điều này thể hiện sự thiếu cởi mở và tin tưởng. Còn bạn thì sao? Nếu bạn đồng ý với ý kiến 1, hãy bình luận số 1. Đồng ý với quan điểm 2, hãy bình luận số 2 để mọi người cùng thảo luận nhé. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học và thực tế xã hội, việc giữ khoảng cách phù hợp với người khác giới mang lại một số lợi ích nhất định như sau. 1. Bảo vệ hạnh phúc trong các mối quan hệ. Hạn chế hiểu lầm và ghen tuông. Khi bạn dành quá nhiều thời gian và thân thiết với người khác giới, đặc biệt là những người độc thân, có thể dẫn đến những hiểu lầm và ghen tuông không đáng có trong mối quan hệ hiện tại của bạn. Điều này có thể gây ra mâu thuẫn, tổn thương và ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai. Tránh những cám dỗ. Việc tiếp xúc gần gũi và thân thiết với người khác giới có thể dẫn đến những cám dỗ và nguy cơ ngoại tình. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi bạn đang trong một mối quan hệ cam kết và có gia đình. 2. Giữ an toàn cho bản thân. Hạn chế nguy cơ bị quấy rối. Việc giữ khoảng cách với người khác giới, đặc biệt là những người bạn không quen biết hoặc không tin tưởng, có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ bị quấy rối hoặc tấn công tình dục. Bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối. Trong một số trường hợp, việc quan hệ quá thân thiết với người khác giới có thể dẫn đến những rắc rối về tiền bạc, tình cảm hoặc pháp luật. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc giữ khoảng cách không đồng nghĩa với việc xa lánh hay thù địch với người khác giới. Mỗi người cần tự xác định cho mình một ranh giới phù hợp dựa trên các yếu tố như văn hóa, phong tục tập quán, tính cách cá nhân và hoàn cảnh cụ thể của bản thân. Cần hiểu rằng,
Sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là nền tảng cho mọi mối quan hệ, bao gồm cả mối quan hệ giữa nam và nữ. Việc giữ khoảng cách nên được thực hiện một cách tế nhị và lịch sự, tránh gây tổn thương hay hiểu lầm cho người khác. 6. Hạn chế sát sinh. Theo quan điểm Phật giáo, sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Điều này có nghĩa rằng, việc sát hại sinh mạng, dù là con người hay động vật, đều sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực cho bản thân về mặt tâm linh và phước báo. Trong cuộc sống hàng ngày, việc hạn chế sát sinh có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm nghề liên quan đến việc giết mổ động vật. Tuy nhiên, chúng ta cần ý thức được rằng mỗi sinh mạng đều đáng quý và việc tước đoạt sinh mạng của chúng sẽ gieo rắc cho ta những nghiệp báo nặng nề. Hạn chế sát sinh không chỉ giúp bảo vệ phúc báo mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho bản thân và xã hội. Tăng trưởng lòng từ bi. Khi ta trân trọng sinh mạng của chúng sinh khác, ta sẽ dần bớt đi lòng sân hận và nuôi dưỡng lòng từ bi trong tâm hồn. Lòng từ bi giúp ta sống an lạc, hạnh phúc và có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Giảm thiểu nghiệp báo. Việc sát sinh sẽ tạo ra nghiệp sát, khiến ta phải chịu quả báo khổ đau trong tương lai. Hạn chế sát sinh giúp ta giảm bớt nghiệp báo, tạo điều kiện cho cuộc sống suôn sẻ, may mắn hơn. Bảo vệ môi trường. Việc tiêu thụ quá nhiều thịt động vật là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường. Hạn chế sát sinh góp phần bảo vệ môi trường sống cho bản thân và thế hệ tương lai. Để hạn chế sát sinh, chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp sau. Ăn chay. Ăn chay là cách tốt nhất để hạn chế sát sinh. Có nhiều loại thực phẩm chay ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất, giúp ta có một sức khỏe tốt. Hạn chế sử dụng các sản phẩm từ động vật. Thay vì sử dụng da động vật, lông thú, v.v., ta có thể sử dụng các sản phẩm thay thế được làm từ vật liệu khác. Tham gia các hoạt động bảo vệ động vật. Chúng ta có thể tham gia các hoạt động cứu hộ động vật, vận động chống bạo hành động vật, v.v. để góp phần bảo vệ sinh mạng cho chúng sinh. Bên cạnh đó, bạn cũng cần hiểu rằng, sống tốt không chỉ đơn giản là sống khỏe mạnh, sung túc, mà còn là sống có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, xã hội và môi trường. Hạn chế sát sinh là một trong những hành động thiết thực để thể hiện lòng từ bi, bảo vệ phúc báo và góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. 7. Không phàn nàn, than vãn. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Sẽ có những lúc ta gặp phải những điều không như ý, khiến ta cảm thấy thất vọng, chán nản, thậm chí tức giận. Tuy nhiên, thay vì than phiền, trách móc hay cố gắng thay đổi những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng ta hãy tập trung vào việc thay đổi bản thân để thích nghi và vượt qua những khó khăn đó. Đúng như câu nói, nhìn những điều không hợp ý mình, vậy bạn hãy thay đổi nó. Nếu không thay đổi được nó, thì hãy thay đổi suy nghĩ của chính mình. Đừng trách móc bản thân không chu đáo, bởi cuối cùng thì trách móc than phiền cũng chẳng giúp đỡ được gì cả cho chính mình. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng và những điều không thể thay đổi, hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát. Đó chính là bản thân mình. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn. Thay vì nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực, hãy tập trung vào những điều tích cực. Thay vì than phiền về những điều không như ý, hãy tìm kiếm giải pháp để khắc phục. Thay vì tự trách móc bản thân, hãy học hỏi từ những sai lầm và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Khi bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề và thay đổi bản thân, bạn sẽ dần dần cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Những khó khăn và thử thách sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành. Hãy nhớ rằng, bạn không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với những điều đó. Hãy chọn cách sống tích cực, lạc quan và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Khi bạn thay đổi,
mọi thứ xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. 8. Thấu hiểu, giúp tình cảm thêm tốt đẹp. Con người là sinh vật xã hội, ai cũng mong muốn có được những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, để xây dựng và vun đắp những mối quan hệ bền chặt, thấu hiểu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thấu hiểu là khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và suy nghĩ. Khi thấu hiểu, chúng ta có thể 1. Hiểu rõ hơn về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác. Nhờ vậy, ta có thể dễ dàng giải thích những hành vi tưởng chừng như khó hiểu, từ đó giảm thiểu mâu thuẫn và xích mích. 2. Tăng cường sự đồng cảm. Khi thấu hiểu, ta có thể cảm nhận được những khó khăn, vất vả mà người khác đang trải qua. Từ đó ta sẽ dễ dàng đồng cảm và chia sẻ với họ, giúp họ cảm thấy được quan tâm và thấu hiểu. 3. Gắn kết các mối quan hệ. Thấu hiểu giúp ta xây dựng niềm tin và sự tin tưởng trong các mối quan hệ. Khi cảm thấy được thấu hiểu, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái chia sẻ và kết nối với nhau hơn. 4. Giải quyết mâu thuẫn hiệu quả. Khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì chỉ tập trung vào quan điểm của bản thân, hãy cố gắng thấu hiểu góc nhìn của người khác. Nhờ vậy, ta có thể tìm ra giải pháp chung phù hợp với cả hai bên. 9. Bao dung khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Lòng bao dung là một phẩm chất cao quý, góp phần quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Bao dung thể hiện sự rộng lượng, vị tha, thấu hiểu và sẵn sàng đón nhận những khác biệt của người khác. Khi ta mở rộng lòng bao dung, ta sẽ cảm thấy an yên, hạnh phúc và có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Ví như trong gia đình, mâu thuẫn, bất đồng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu ta biết bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, vun đắp tình yêu thương, thì gia đình sẽ luôn tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Lòng bao dung giúp ta gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo nên một mái ấm bình yên và vững chãi. Vợ chồng là duyên số, là sợi dây gắn kết hai con người xa lạ đến với nhau. Trong cuộc sống vợ chồng, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, va chạm. Lúc này, lòng bao dung đóng vai trò vô cùng quan trọng. Biết bao dung, ta sẽ thấu hiểu, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và vun đắp hạnh phúc gia đình. Lòng bao dung giúp vợ chồng thêm gắn bó, yêu thương và trân trọng nhau hơn. Hay lòng bao dung cũng cần thiết trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Khi ta biết bao dung, tha thứ cho những thiếu sót của người khác, ta sẽ có thêm nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt. Lòng bao dung giúp ta xây dựng những mối quan hệ chân thành, cởi mở, tạo điều kiện cho sự nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, cũng cần hiểu rằng, sống tốt đẹp không chỉ cần có lòng bao dung, mà còn cần phải có sự sáng suốt, tỉnh táo. Nhiều người dại ở chỗ luôn cho rằng mình đúng, dùng ánh mắt cá nhân để phán xét người khác. Đây là một suy nghĩ sai lầm, dẫn đến những hành động thiếu bao dung, gây tổn thương cho người khác và ảnh hưởng đến chính bản thân. Hãy luôn mở rộng lòng bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, đồng thời nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, sáng suốt. Khi ta sống với lòng bao dung và sự sáng suốt, ta sẽ cảm thấy an yên, hạnh phúc và có thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cổ nhân dặn, sống khôn, kết bạn với người trên mặt có năm tướng này, bởi họ là quý nhân giúp bạn thay đổi số mệnh. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc kết giao là rất quan trọng. Nếu bạn kết giao với một người tốt, có nhiều phúc khí, họ sẽ mang lại cho bạn những điều tốt đẹp, thậm chí họ sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Ngược lại, kết giao với một kẻ tiểu nhân sẽ khiến bạn bị liên lụy, thậm chí đẩy bạn xuống hố sâu, không ngóc đầu lên được. Vậy làm sao để biết người nào ta nên kết giao? Đơn giản thôi ạ. Cổ nhân đã chỉ rằng,
kết bạn với người trên mặt có năm tướng này sẽ giúp bạn thay đổi số mệnh. Bởi họ chính là quý nhân, là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sau đây, bạn hãy cùng xem người đó có tướng mạo trên mặt như thế nào để nhận diện nhé. Nét tướng thứ nhất, mũi dài. Theo quan niệm trong nhân tướng học, mũi đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán tài vận và sự giàu có của một người. Cái mũi được ví như cung tiền tài, có thể hiện khả năng kiếm tiền, tích lũy tài sản và vận may về mặt tài chính. Từ xa xưa, người ta đã lưu truyền quan niệm rằng sống mũi cao thẳng là tướng mũi đẹp, mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngược lại, những người có sống mũi thấp, gãi hoặc cong thường được cho là gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền và giữ gìn tài sản. Ngoài ra, các đặc điểm khác của mũi như đầu mũi đầy đặn, cánh mũi dày và lỗ mũi kín đáo cũng được xem là dấu hiệu của sự sung túc, thịnh vượng. Những người sở hữu tướng mũi này thường có khả năng quản lý tài chính tốt, biết cách đầu tư sinh lời và tích lũy được rất nhiều phúc khí. Chính vì vậy, khi kết giao với họ, công việc, cuộc sống của bạn sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Điều thú vị là, theo quan sát, mũi của một số người có xu hướng ngày càng đầy đặn theo thời gian. Theo nhân tướng học, đây là biểu hiện cho sự gia tăng tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Nếu bạn hợp tác hay làm ăn với họ, mọi thứ sẽ thuận lợi và ít rủi ro hơn. Như vậy có thể thấy rằng, trong nhân tướng học, mũi đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài vận và sự giàu có của một người. Mũi càng đẹp, càng đầy đặn, thì khả năng thành công về mặt tài chính càng cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nhân tướng học chỉ là một phương pháp tham khảo, không thể hoàn toàn dự đoán chính xác vận mệnh của một người. Bên cạnh yếu tố tướng mạo, còn có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thành công và sự giàu có, như nỗ lực, bản lĩnh, cơ hội, v.v. Do đó mỗi người cần trau dồi bản thân, rèn luyện ý chí và nắm bắt cơ hội để đạt được thành công trong cuộc sống. Nét tướng thứ hai, nhân trung dài. Từ xa xưa, trong dân gian lưu truyền câu nói, nhân trung càng dài thì tuổi thọ càng dài, càng có được nhiều đức. Quan niệm này xuất phát từ việc quan sát mối liên hệ giữa độ dài nhân trung và sức khỏe, tuổi thọ của con người. Nhân trung là rãnh nằm giữa môi và mũi trên khuôn mặt. Theo nhân tướng học, độ dài, rộng, sâu của nhân trung có thể cung cấp thông tin về tính cách, sức khỏe và tuổi thọ của một người. Nhiều người tin rằng, nhân trung dài thường gắn liền với những người có sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, có khả năng thích nghi tốt và ít mắc bệnh tật. Họ có xu hướng sống thọ hơn những người có nhân trung ngắn và gặp nhiều may mắn hơn những người nhân trung ngắn. Lý giải cho quan điểm này, một số ý kiến cho rằng nhân trung dài tượng trưng cho hệ thống bài tiết, tiêu hóa và sinh sản hoạt động tốt, giúp cơ thể trao đổi chất hiệu quả và duy trì sức khỏe lâu dài. Hơn nữa, nhân trung còn được xem là nơi lưu thông khí huyết, có liên quan đến hệ thống miễn dịch. Nhân trung dài thể hiện sự lưu thông khí huyết tốt, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và duy trì trạng thái sức khỏe ổn định. Khi có được sức khỏe thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để có một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ, con người cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, duy trì lối sống khoa học và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nét tướng thứ ba, cằm rộng và dày. Trong nhân tướng học, chiếc cằm được xem như biểu thị cho vận mệnh của một người ở giai đoạn cuối đời. Theo quan niệm này, những người sở hữu cằm rộng và dày thường có cuộc sống viên mãn, sung túc khi về già. Khi kết giao với họ, bạn sẽ sớm có được thành công. Ngược lại, những người có cằm nhọn hoặc gồ ghề thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong giai đoạn này. Lý giải cho quan niệm này, các nhà nhân tướng học cho rằng cằm đầy đặn tượng trưng cho sự no đủ, sung túc về mặt vật chất và tinh thần. Nó thể hiện cho một kho tàng năng lượng tiềm ẩn, giúp con người vượt qua được những thử thách trong cuộc sống và an hưởng tuổi già một cách thanh thản. Người có cằm dày, đặc biệt là phụ nữ, sẽ là người chính trực, kiên trì, làm việc có đầu cuối rõ ràng. Tuy nhiên, nhược điểm của người này là quá coi trọng tình cảm và yếu đuối về tinh thần. Họ có tinh thần trách nhiệm với gia đình,
có thể hy sinh vì bạn bè, những người thân yêu. Nhân duyên của người này thuận lợi, thường được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Còn người có tướng hai cầm thì sống cuộc đời giàu sang, đầy đủ, hậu vận an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý. Ngoài ra, nếu nữ giới có cầm tròn cũng thuộc nhóm hưởng thụ, biết kiếm tiền và tiêu tiền hợp lý. Đa số phụ nữ có tướng cầm này đều nhân từ, đôn hậu, hay làm việc thiện giúp đỡ người khác. Chính vì vậy, nếu quanh bạn có ai có những tướng mạo như vậy, hãy nắm bắt ngay cơ hội để kết giao với họ nhé. Nét tướng thứ tư, tướng trán cân đối. Nhân tướng học chính là thông qua diện mạo, hành vi, lời nói của con người mà có thể đoán được vận mệnh của người đó như thế nào, số sướng được hưởng hay phải vất vả bươn chải. Một trong những yếu tố quan trọng khi xem nhân tướng học đó là vùng trán. Đây là một vùng khá ấn tượng, được để ý khá nhiều khi bắt đầu nhìn vào khuôn mặt ai đó. Vùng trán cũng là nơi tiếp xúc gần với não, đại diện của trí tuệ, sự thông minh. Người con trai có trán cân đối rất biết ứng xử. Họ vừa lý trí vừa tình cảm, ham học hỏi và dễ dàng an cư lạc nghiệp với những phẩm chất tốt đẹp của mình. Người con gái có trán cân đối thường rất giỏi giang. Cả gia đình và công việc đều biết phân chia rõ ràng, cân bằng, sự nghiệp thăng hoa với trí tuệ nhạy bén. Bên cạnh đó, nếu có tướng trán hình chữ M đối với người con trai có cá tính mạnh mẽ, thích hành động phiêu lưu mạo hiểm, khám phá và tìm tòi những thứ mới lạ. Người con gái có tính kiên trì, tập trung cao, tư duy tốt, dễ dàng có thành tích cao trong học tập, thi cử. Còn với người có trán cao, đối với con trai có trí tuệ thông suốt, có tư tưởng, tầm ảnh hưởng, mang trong mình trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo và lãnh đạo tốt. Con gái thông minh, có cuộc sống viên mãn, giàu sang, thường sẽ có nhiều may mắn và phú quý. Còn nếu con trai trán rộng, có tư duy logic tốt, trí nhớ siêu đẳng, làm việc theo khuôn khổ, đúng quy định, trình tự rõ ràng. Con gái trán rộng có sự chín chắn, trưởng thành nhất định, luôn giữ lòng tự tôn và luôn muốn mọi thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất. Thế nên, khi chơi với những người như họ, bạn sẽ có mặt lợi nhiều hơn mặt hại. Không những thế, nếu bạn cũng có thêm cả tướng đó thì vẹn cả đôi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nét tướng thứ năm, lông mày dài và rậm. Nhìn vào những người sở hữu đôi lông mày dài và rậm, ta có thể phần nào đoán được tính cách và cuộc sống của họ. Họ thường là những người hòa đồng, thân thiện, luôn lạc quan và yêu đời. Với trái tim rộng mở và tinh thần cởi mở, họ dễ dàng kết bạn và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Chính vì vậy, bạn nên kết giao với họ càng sớm càng tốt. Bởi cuộc sống của những người có tướng này không bao giờ tẻ nhạt. Họ luôn khao khát khám phá những điều mới mẻ, trải nghiệm những điều thú vị. Họ không ngại dấn thân vào những thử thách, những khó khăn để học hỏi và trưởng thành. Nhờ tinh thần lạc quan và yêu đời, họ luôn tìm thấy niềm vui trong mọi khoảnh khắc, biến những điều bình dị trở nên đặc biệt. Bên cạnh đó, những người có lông mày dài và rậm còn sở hữu lòng nhân ái và sự ấm áp. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ những người xung quanh. Với sự chân thành và thấu hiểu, họ mang đến cho mọi người cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nhờ vậy, họ được rất nhiều người yêu mến và trân trọng. Những người sở hữu đặc điểm này luôn mang đến niềm vui và sự tích cực cho những người xung quanh, góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Có thể thấy rằng, những tướng mạo này không chỉ theo tuổi thay đổi mà thay đổi, càng theo tâm tính thay đổi mà thay đổi. Triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc có một người tên là Dương Mại, tinh thông thuật xem tướng. Ông khích lệ những người tìm đến ông xem tướng rằng không nên chấp nhất về tướng mạo. Ông nói, tướng tùy tâm sửa, mệnh tùy tâm tạo. Vốn không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Vậy nên cầu người ta xem tướng đoán mệnh giống như mò trăng đáy nước vậy. Người ta chỉ cần cố gắng làm việc thiện là có thể thay đổi vận mệnh. Thuận theo tự nhiên mà thuận theo vận mệnh là được rồi. Cổ đại có rất nhiều câu chuyện lưu truyền rộng rãi. Tại Triệu Tống, ở Nam Sương, tỉnh Giang Tây, có hai anh em sinh đôi là Cao Hiếu Tiêu và Cao Hiếu Tích. Cử chỉ lời nói và tài trí thông minh đều giống nhau như chỉ là một người. Đạo sĩ Trần Hy Di
sau khi xem tướng mạo hai người, nói: "Hai người các ngươi có lông mày xanh và đôi mắt đẹp, đều là người có trong danh sách đỗ đạt. Huống hồ ánh mắt các ngươi bây giờ màu sắc rực rỡ, tất sẽ đỗ đạt cao." Đến kỳ thi hương, hai anh em liền cùng nhau vào kinh thành, sống nhờ tại nhà một người thân thích. Hàng xóm có một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp. Cao Hiếu Tiêu một lòng dốc lòng cầu học, tâm không động. Cao Hiếu Tích không cầm lòng được, nên từ thông cùng thiếu phụ kia. Sau đó bị người khác phát giác, quả phụ xấu hổ quá nên đành nhảy sông. Kỳ thi mùa thu kết thúc, Trần Hy Di nhìn hai người họ, kinh ngạc nói: "Tướng mạo hai anh em các người thay đổi rất lớn. Lông mày Hiếu Tiêu màu tím, ánh mắt sáng ngời, nhất định là đỗ cao. Mà lông mày Hiếu Tích có thay đổi, hai con người phụ, sống mũi ngắn mà đen, thần sắc chán nản tiều tụy, khí lạnh mà tán. Đây nhất định là do làm tổn hại đạo đức mà khiến tướng mạo thay đổi. Cuộc thi này chẳng những không đậu, ngược lại có dấu hiệu mất sớm." Sau khi yết bản, Cao Hiếu Tích thi rớt, hậm hực mà chết. Cao Hiếu Tiêu trở thành quan lớn, thanh danh hiển hách, còn chảo đồng đúc. Trần Hy Di bởi vậy cảm thán: "Nhìn ra tướng mạo một người là dễ dàng, nhưng vận mệnh một người lại không dễ mà đoán chuẩn xác được. Bởi vì mệnh là trời định, tướng là do hành vi của con người tạo nên. Nếu có thể thuận theo thiên ý, hòa hợp sự việc với người, ắt đời đời hưng vượng. Đây gọi là phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu. Tức là phúc họa không có cửa, đều do người triệu mời." Và bên cạnh việc chúng ta nhìn tướng để nhận định một con người, thì còn có một thứ quan trọng hơn, đó là nhìn sâu vào bên trong con người họ. Bởi ngày nay, xã hội phát triển, tướng có thể sửa được, che giấu đi được, nhưng lương tâm, tính cách thì sẽ không thể che giấu mãi được. Cổ nhân từng dạy, để biết được người có khí chất cao quý để kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào 4 điểm là biết rõ. Thứ nhất, giữ chữ tín. Người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Quốc gia không giữ chữ tín thì không sao hùng mạnh được. Cổ nhân coi giữ chữ tín là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất để làm người. Khổng Tử cũng từng nói, thành tín là điều mà người quân tử cần phải tuân giữ, cũng là nền tảng của việc nước nhà. Nếu như không có thành tín, bất kể việc gì cũng không thể làm được tốt. Quan hệ qua lại giữa người với người, then chốt nhất là phải thành tín. Lời đã hứa thì nhất định phải làm, việc đã làm thì nhất định phải kiên quyết, dứt khoát. Thành tín thuộc về phạm trù đạo đức, không có trọng lượng, cũng không có giá cả, nhưng có thể khiến một người hoặc được tôn kính, hoặc thân bại danh liệt. Người không giữ lời hứa thì mọi lời nói, hành động của anh ta chẳng còn chút giá trị gì, thậm chí khiến người khác ghét bỏ. Còn người thành thật tuân giữ lời hứa, có tâm hồn cao quý, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Bởi vì xe không bánh thì không đi được, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Thế nên, nếu bạn có người bạn nào giữ được chữ tín với bạn, thì bạn nên trân trọng họ hơn nhé. Trong cuốn Úc Ly Tử có một câu chuyện thú vị về lòng tin. Chuyện kể rằng, ở Tây Dương có một thương nhân giàu có. Khi đi qua sông thì thuyền của ông không may bị chìm. Ông nắm được một mảnh gỗ và lớn tiếng kêu cứu. Một người dân nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhanh chóng chèo thuyền tới. Thương nhân kêu lớn: "Tôi là người giàu có nhất vùng Tế Dương. Nếu ông cứu tôi sẽ cho ông 100 lạng vàng." Nhưng sau khi được cứu lên bờ, thương nhân chỉ đưa cho người dân 10 lạng vàng. Người dân trách ông không giữ lời hứa. Thương nhân nói: "Anh chỉ là một ngư dân, cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nay đột nhiên có được 10 lạng vàng như vậy còn không thấy mãn nguyện ư?" Người dân nghe vậy liền lặng lẽ bỏ đi. Không ngờ về sau, vị phú ông đó lại một lần nữa bị lật thuyền ở ngay chỗ cũ. Phú ông lại lớn tiếng hô: "Ai cứu tôi với? Ai có thể cứu tôi?
tôi sẽ cho người ấy 100 lạng vàng. Mọi người đều biết chuyện lật lọng ngày trước của ông ta, nên không ai muốn đến cứu. Ngay lúc vị phu ông sắp không gắng gượng thêm được nữa, bỗng có một người ngư dân chèo thuyền đến cứu ông ta lên bờ. Phú ông lần này lại lấy ra 10 lạng vàng định đưa cho người ngư dân. Người dân đó nói: "Không cần đâu, tôi cứu ông là bởi lương tâm, chứ không phải vì 10 lạng vàng đó. Hẳn ông đã quên tôi rồi." Phú ông nhìn kỹ lại, thì ra đó chính là người đã cứu ông lần trước. Sau đó, người ngư dân lên thuyền, lấy ra 10 lạng vàng ngày trước trả lại cho phú ông, rồi quay lưng bỏ đi. Người có khí chất cao quý, ắt phải là người biết giữ chữ tín vậy. Thứ hai, người có chính trực. Bạn không nhất định trở thành một vĩ nhân, nhưng hoàn toàn có thể làm một người chính trực. Vậy thế nào là chính trực? Chính là công chính, chính khí, là không nghiêng không lệch, không giả tạo, là quang minh lỗi lạc. Trực chính là rộng rãi, thẳng thắn, chân thật, đi thẳng về thẳng, không quanh co uốn lượn, không trôi theo dòng đời. Người có khí chất cao quý, không kể là chuyện lớn, chuyện nhỏ, không kể là đối đãi với ai, đều luôn thể hiện sự chân thành trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, dù là đối xử với ai, họ không bao giờ giả dối, lừa lọc hay che đậy bản thân. Lời nói của họ luôn đi đôi với việc làm, thể hiện sự nhất quán và đáng tin cậy. Họ luôn giữ đúng lời hứa, dù đó là những lời hứa nhỏ nhất. Sự chân thành của họ không phải xuất phát từ mong muốn lấy lòng hay giành được sự cảm thông từ người khác. Đơn giản, họ cho rằng đó là điều cơ bản cần có để làm người. Họ sống đúng với bản thân, với những giá trị đạo đức mà họ tin tưởng. Đó không phải là chuyện lấy lòng giản đơn, càng không phải vì để giành được sự cảm thông. Đơn giản là làm người cần phải biết chính trực như vậy. Tâm thuật không ngay chính, có ý lừa bịp, miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo, dở mánh khóe thủ đoạn, trước mặt giảng lời quân tử, sau lưng làm chuyện tiểu nhân, thì tuyệt đối không phải là chuẩn tắc đối nhân xử thế. Chính trực là rường cột tinh thần của con người, cũng là thể hiện phẩm cách cao quý của một người. Người nào có chính trực, bạn cần càng phải quý trọng. Thứ ba, người thiện lương. Dưới ánh đèn lung linh, những tòa nhà cao tầng sừng sững, những chiếc xe sang trọng lướt qua, ta dễ dàng bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tuy nhiên, liệu những giá trị vật chất xa hoa ấy có thực sự đại diện cho giá trị đích thực của con người? Ẩn sau những hào nhoáng ấy, liệu con người ta có gì xuất sắc, hay chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh che đậy đi tâm hồn vô tâm bên trong? Sự thật là, lòng nhân thiện mới là cái gốc làm người, là phẩm chất cao quý đánh giá giá trị đích thực của một tâm hồn. Dù sống trong gian nhà sang trọng, sở hữu xe xịn sò, nếu thiếu đi lòng nhân ái, con người ta cũng chỉ là vỏ bọc đẹp, thiếu đi vẻ đẹp nội tâm. Có những trọc phú mới nổi đến nhà hàng dùng cơm, hơi chút không vừa ý là liền lớn tiếng quát mắng người phục vụ. Cũng có những lãnh đạo suốt ngày chỉ chăm chăm tóm chặt một chút lỗi nhỏ của cấp dưới mà không chịu bỏ qua. Lại có những người miệng nói lời đạo lý mà trong lòng đầy ác tâm, giảng những câu thiện lương mà không ghê tai làm việc xấu. Sự tình như vậy trong cuộc sống ta vẫn luôn có thể dễ dàng bắt gặp. Để nhìn rõ bản chất một người, hãy nhìn cách anh ta đối xử với những người yếu thế hơn mình ra sao. Đây chính là lý do khiến nhiều kẻ giàu có trên mình mặc toàn hàng hiệu, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy được một chút khí chất cao sang nào. Chỉ có người luôn ôm giữ tâm thiện lương, đối đãi với người khác tốt lành, dù trong bất kể hoàn cảnh nào, mới xứng đáng được coi là người cao quý giữa những kẻ tầm thường. Phẩm chất ấy là thiên tính, cũng là do sự tu dưỡng của cá nhân đó tạo thành. Người ta chỉ cần chân thành, trung thực, từ bi, cũng có thể làm người khác cảm động rơi nước mắt. Người mà lòng ôm giữ thiện niệm, làm nhiều việc lành, há có thể không cao quý ư? Thật đáng tiếc, nhiều người trong xã hội ngày nay lại không trân trọng giá trị của lòng nhân thiện. Họ mãi mê chạy theo vật chất, danh lợi mà lơ là bồi đắp tâm hồn.
họ vô tình hay cố ý che giấu đi lòng nhân ái, để rồi mất đi giá trị đích thực của bản thân. Hãy nhớ rằng, vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm thời, chỉ có lòng nhân thiện mới trường tồn. Hãy trân trọng và bồi đắp lòng nhân ái trong tâm hồn mỗi người, để cuộc sống này trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Hãy để những hành động tử tế, những cử chỉ quan tâm xuất phát từ trái tim, lan tỏa yêu thương và sưởi ấm những tâm hồn. Hãy cùng nhau vun đắp cho một xã hội tràn đầy lòng nhân ái, nơi mỗi người đều biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Khi đó những giá trị vật chất xa hoa sẽ trở nên mờ nhạt, thay vào đó là vẻ đẹp lấp lánh của những tâm hồn cao quý. Thứ tư, người có đức dạy. Người xưa nói, hậu đức tải vật, đức dày chở muôn vật. Ý là người ta chỉ cần có đức hạnh tốt thì làm chuyện gì cũng thành. Trái lại, người không có đức lớn thì chẳng có cách nào thành công. Người xưa cũng khuyên rằng chúng ta cần phải vui vẻ chịu thiệt, nghĩ cho người khác mới có thể làm nên việc lớn. Đồng thời, đức dày chính là phúc. Làm người mà có đức dày thì được mọi người tôn trọng. Người có đức dày luôn có thể lấy tấm lòng độ lượng mà bao dung người khác. Người muốn gây dựng sự nghiệp càng cần phải có phong thái khoáng đạt, bao dung hết thảy người trong thiên hạ. Khi ấy, họ mới mong được người thiên hạ bao dung và thu được nhân tâm. Trong Đạo Đức Kinh có câu: Đại trượng phu xử kỳ hậu, bất cư kỳ bạc, xử kỳ thực, bất cư kỳ hoa. Tạm hiểu, bậc đại trượng phu ở chỗ dày dặn mà tránh chỗ mỏng mảnh, ở chỗ thực mà tránh chỗ hào nhoáng. Vậy cũng nói, người có đức dày chính là ở chỗ thực mà tránh chỗ hào nhoáng vậy. Lão Tử đã nhìn ra rằng những thứ hoa lệ, phồn hoa, danh lợi mà chúng ta vẫn nói đến ngày nay trên bản chất là nông cạn, ngu muội, không thực tại, càng không phải là vĩnh hằng. Vậy điều gì mới mang giá trị vĩnh cửu đây? Đáp án mà Lão Tử đưa ra chính là dày, chính là đức dày. Người có khí chất cao quý thật sự không theo đuổi phồn hoa, hư danh quá mức. Họ thường giữ vẹn tinh anh, chất phát, trở về với chân ngã của mình. Càng là người có học thức, tu dưỡng cao thì càng hòa ái, phúc đức. Họ xem nhẹ hết thảy quyền lực, tiền tài. Khi đối diện với những mảnh đời bất hạnh, họ nổi lòng thương xót, dấy khởi tâm từ bi, không còn coi đẳng cấp xã hội là điều quan trọng nữa. Đây chính là một loại khí chất cao quý nhất. Vậy nên, nếu có một người bạn có được đức dày thì quả thật may mắn. Nếu như không có đức dày do tự mình tích lũy, mà chỉ nhờ vào phúc của công danh lợi lộc có được từ thủ đoạn phi pháp, thì cũng giống như bông hoa cắm trong bình. Thiếu đức đai sinh trưởng, chẳng mấy chốc chúng sẽ tự khô héo, lụi tàn mà thôi. Vâng, đó là những người mang tướng tốt và nhân phẩm tốt. Bạn hãy nhìn nhận xem xung quanh mình có ai có những đặc điểm đó không, để nhận ra và kết bạn với họ nhé. Hãy nhớ rằng, kết bạn với người có tướng này sẽ giúp bạn thay đổi số mệnh, mang đến cuộc sống an yên, hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải nhìn nhận rằng, không phải cứ có người bạn tốt, nhiều phúc khí, rồi cứ tất cả đều phụ thuộc vào họ đâu ạ. Quan trọng là ở chính bản thân bạn nữa. Bởi cho dù bạn có chơi với người có nhiều phúc khí đến mấy, nhưng bản thân bạn lại cứ làm ra những việc mất hết phúc khí, thì bao nhiêu phúc khí bù lại cho đủ. Chính vì vậy, bạn hãy nhớ không được làm mất hết đi phúc khí của chính mình đâu nhé. Đặc biệt là muốn không mất phúc khí, bạn hãy tránh xa ba loại hành vi hao tổn phúc báo sau đây nhé. 1. Sát sinh. Sát sinh hay còn được cho rằng là hành động cướp đi sinh mạng của chúng sinh, là một hành vi mang đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến cả bản thân và con cái của chúng ta. Theo quan điểm Phật giáo và nhiều nền triết học đạo đức, sát sinh là hành vi tạo nghiệp nặng, tổn hại rất nhiều đến phúc đức. Chúng ta cần hiểu rằng, mỗi sinh mệnh, dù là con người hay động vật, đều có quyền được sống và hưởng sự bình an. Còn khi ta không hiểu được điều đó, mà tước đoạt đi sinh mạng của chúng, ta đã gieo rắc mầm mống cho những khổ đau, bất hạnh của bản thân trong tương lai. Hành động sát sinh, dù là vô tình hay cố ý,
đều khiến cho tâm hồn ta trở nên tàn nhẫn, hung ác hơn. Lòng từ bi, bi mẫn dần bị thay thế bởi sân hận, oán giận, dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Hơn nữa, sát sinh là tạo nghiệp, không chỉ ảnh hưởng đến phúc đức của bạn mà còn ảnh hưởng đến phúc đức của con cháu. Theo luật nhân quả, những gì ta gieo, ắt sẽ gặt. Khi ta tạo nghiệp sát sinh, ta đã gieo mầm cho những nghiệp xấu, khiến cho con cháu sau này phải gánh chịu hậu quả, gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Chính vì vậy, bạn cần phải tránh sát sinh. Bên cạnh đó cũng cần giáo dục con cái lòng từ bi, yêu thương mọi sinh linh là vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần dạy cho con hiểu được giá trị của sự sống, rèn luyện lòng nhân ái, không được sát sinh bừa bãi, làm tổn hại đến những sinh vật khác. Hãy hướng dẫn con cái những cách giải trí lành mạnh, không bạo lực, thay vì cho phép chúng giết hại côn trùng để tiêu khiển. Khi con cái được giáo dục đúng đắn về lòng từ bi, chúng sẽ có một tâm hồn lương thiện, biết yêu thương và trân trọng sự sống, từ đó tránh được những nghiệp xấu và tạo nền tảng cho một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Hãy chung tay để tất cả mọi người trên thế giới này đều mang lòng từ bi. Từ thế hệ này qua thế hệ khác đều phải hướng chúng đến những giá trị đạo đức cao đẹp để xây dựng một xã hội văn minh, tràn đầy yêu thương và tôn trọng sự sống. 2. Tức giận. Tức giận tưởng chừng như chỉ là một cảm xúc nhất thời, lại tiềm ẩn sức mạnh ghê gớm. Đối với người bình thường, mỗi lần tức giận là một lần tự tay đốt cháy một phần phúc đức mà bản thân đã dày công vun đắp. Hậu quả càng thêm nặng nề khi cơn giận dữ hướng về những bậc cha mẹ, bề trên, người đã sinh thành, dưỡng dục và che chở ta, không chỉ khiến mất đi phúc báo mà còn khiến những người bên cạnh mình đau khổ thêm. Còn có rất nhiều trường hợp vì tức giận mà con ra tay hãm hại người khác để rồi phải ngồi tù, làm khổ cha mẹ, khổ gia đình. Sự phẫn nộ che mờ lý trí khiến con người buông lời xúc phạm, thiếu tôn trọng, thậm chí hành động thiếu suy nghĩ. Những lời nói và hành động đó không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bản thân đánh mất thiện tâm, gieo rắc nghiệp ác. Phúc đức vốn là nguồn gốc của mọi may mắn, thành công trong cuộc sống, dần dần tiêu tán, nhường chỗ cho vận rủi và tai ương. Có thể ví von, cơn giận dữ như cơn lũ dữ ập đến, cuốn trôi đi tất cả những gì tốt đẹp trên con đường đời. Niềm vui, hạnh phúc, sự an yên dần tan biến, thay vào đó là muộn phiền, dằn vặt và hối hận. Hiểu được tác hại to lớn của cơn giận, mỗi người cần học cách kiềm chế bản thân, rèn luyện sự bình tĩnh và bao dung. Hãy trân trọng những người đã sinh thành, dưỡng dục ta, đối xử với họ bằng sự hiếu thảo, kính trọng. Khi đối mặt với những mâu thuẫn, hãy tìm cách giải quyết một cách thấu hiểu, nhẹ nhàng, tránh để ngọn lửa giận dữ bùng phát. Hãy nhớ rằng, lửa giận không chỉ thiêu rụi phúc phận mà còn hủy hoại chính tâm hồn con người. Hãy kiềm chế cơn giận, gieo trồng lòng yêu thương để cuộc sống thêm an yên và hạnh phúc. Về kiềm chế cơn giận bằng cách nào? Bạn có tò mò không? Nếu có, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Cách tốt nhất, khi bạn cảm thấy tức giận, hãy dành một chút thời gian để im lặng và hít thở sâu. Việc này sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động. Im lặng cũng giúp bạn tránh nói ra những lời mà sau này bạn có thể hối hận. Thay vì cố gắng níu giữ những điều khiến bạn tức giận, hãy học cách buông bỏ chúng. Việc này không có nghĩa là bạn phải quên đi những gì đã xảy ra, mà là bạn cần học cách chấp nhận và vượt qua chúng. Buông bỏ giúp bạn giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực và mở lòng cho những điều tốt đẹp hơn. Kiềm chế cơn giận bằng sự im lặng và buông bỏ không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là một kỹ năng cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc và thanh thản. Vì vậy, hãy cố gắng rèn luyện nó để bản thân hạnh phúc hơn nhé. 3. Oán trời trách đất, nói lời thị phi. Kẻ hay oán trời trách đất là kẻ mang trong lòng một bầu trời u ám của sự đố kỵ. Tâm hồn họ bị che lấp bởi những oán trách, khiến họ không thể nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan và công bằng như những người khác.
họ luôn đổ lỗi cho số phận, cho hoàn cảnh, cho những người xung quanh, thay vì nhìn nhận vào chính bản thân mình. Lời nói của họ thường là những lời cay nghiệt, đầy oán trách, mang tính sát thương cao. Họ dễ dàng buông lời lăng mạ, hạ thấp người khác để thỏa mãn sự đố kỵ trong lòng. Những lời nói tiêu cực này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân họ. Sống trong oán trách, con người ta dần đánh mất đi những phẩm chất tốt đẹp, tự làm tổn thương đến đức khí và tài phận của bản thân. Họ trở nên hẹp hòi, ích kỷ và thiếu đi sự bao dung, lòng vị tha, khiến cho những người xung quanh xa lánh, né tránh. Hơn nữa, họ cũng tự chuốc lấy sự thống khổ cho chính mình. Tâm hồn luôn chìm trong u ám, không bao giờ được thanh thản, an yên. Niềm vui, hạnh phúc dường như xa vời đối với họ. Ngay cả khi may mắn được thừa hưởng gia tài do cha mẹ để lại, kẻ hay oán trách trời đất cũng chẳng thể giữ gìn được lâu dài. Bởi lẽ, họ không trân trọng những gì mình đang có, luôn đố kỵ với người khác và thiếu đi sự khôn ngoan trong quản lý tài chính. Gia tài sẽ nhanh chóng tiêu tán, khiến họ rơi vào cảnh bần hàn, cơ cực, sau này khó mà ngóc nổi đầu lên. Tóm lại, những người hay oán trách trời đất là kẻ tự chuốc lấy khổ đau cho bản thân. Chính vì vậy, thay vì dành thời gian để oán trách, hãy dành thời gian để học hỏi, trau dồi bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Hãy sống một cuộc đời tích cực, cởi mở và hướng đến những điều tốt đẹp. Bạn sẽ nhận được những điều xứng đáng ở xung quanh ta. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Trong video này bạn có tâm đắc điều gì không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 9 dưới video để chia sẻ những điều bạn tâm đắc đó, giúp mọi người nhận được nhiều giá trị hơn nhé. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những chương trình sau.